Năm nay Trung Quốc kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 72 trong bối cảnh phải đối đầu với nhiều thách thức trong nước và quốc tế đang ngày càng gia tăng. Sự nghi ngờ Trung Quốc liên quan đến đại dịch Covid, những hành động chèn ép, răn đe, bắt nạt các nước nhỏ làm gia tăng thêm tâm lý ghét Trung Quốc ở nhiều nước. Trung tâm nghiên cứu Pew mới đây công bố một báo cáo cho thấy người dân tại 17 nền kinh tế tiên tiến có thái độ chán ghét Trung Quốc ở mức cao kỷ lục. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, có chung hơn 1.400 km đường biên giới. Lịch sử quan hệ hai nước có rất nhiều thăng trầm. Người Việt Nam không quên những gì Trung Quốc đã làm đối với Việt Nam trong quá khứ, nhưng luôn xác định quan hệ láng giềng với Trung Quốc là bất biến, hai nước cần chung sống hòa bình lâu dài, duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, hai bên cùng có lợi. Trong các cuộc tiếp xúc với phía Trung Quốc, lãnh đạo cấp cao của Việt Nam luôn khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam, Trung Quốc. Việt Nam luôn kiên định chính sách 3-0 là không tham gia liên minh quân sự, không cho phép thiết lập căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam và không đi với nước này chống nước khác. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ Trung Quốc và các nước tiến bộ trên thế giới đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ giúp đỡ quý báu trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây. Hiện nay Trung Quốc đang là một đối tác kinh tế rất quan trọng đối với Việt Nam, nhưng Việt Nam cũng luôn luôn cảnh giác với mọi toan tính và diễn biến phức tạp liên quan đến chủ quyền của đất nước. Những tháng vừa qua, các thế lực thù địch và những phần tử phản động, cơ hội chính trị đã tận dụng cơ hội triệt để tình hình dịch bệnh COVID ở Việt Nam để thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá Việt Nam trên các mặt, trong đó có quan hệ Việt-Trung. Chúng phê phán chính sách ngoại giao vaccine của lãnh đạo Việt Nam, cho rằng Việt Nam đã mắc mưu, là con nợ của Trung Quốc trong việc nhận viện trợ vaccine để tiêm cho quân đội và người dân, kêu gọi người dân trong nước tẩy chay, không tiêm vaccine do Trung Quốc sản xuất, xuyên tạc rằng chính quyền Việt Nam bắt ép người dân tiêm vaccine Trung Quốc bất chấp sự phản đối của họ. Điều đáng nói là nhiều cư dân mạng trong nước nhẹ dạ, cả tin vô tình tiếp tay cho những kẻ xuyên tạc, chống phá bằng cách chia sẻ, bình luận những thông tin, hình ảnh không có lợi cho quan hệ hai nước. Trước sau như một, Việt Nam kiên trì chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, mong muốn cùng Trung Quốc tiếp tục củng cố truyền thống láng giềng hữu nghị, làm sâu sắc các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi, kiểm soát và xử lý thỏa đáng các vấn đề tồn tại trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, đáp ứng lợi ích căn bản, lâu dài của hai nước và nhân dân hai nước. Nhân dịp 72 năm Quốc khánh Trung Quốc, nhân dân Việt Nam xin chúc mừng những thành tựu to lớn của Trung Quốc trong những năm qua, mong muốn tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ láng giềng, hữu nghị với Trung Quốc vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của nhân dân hai nước, khu vực và thế giới.